31 hộ dân sống trong lòng di tích lịch sử cấp quốc gia. Hành trình 17 năm cùng những tờ đơn im lặng. Còn những căn nhà thì xuống cấp trầm trọng, thậm chí đổ sập hoàn toàn. Mỗi khi mưa xuống hoặc là bão đó, sợ nó đổ vào người thì nếu mà chết người thì gây ra chết người thì ai chịu trách nhiệm? Những tiếng thở dài trong lòng di tích lịch sử cấp quốc gia. Thưa quý vị, được xây dựng từ những thập kỷ đầu thế kỷ thứ 15, khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Lam Kinh Thanh Hóa được xem như một Tây Kinh song hành cùng Đông Kinh, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước dưới thời Lê. Lam Kinh vừa là nơi thể hiện quyền lực của vương triều Lê, vừa là nơi thờ cúng tổ tiên hoàng gia. Chính vì vậy, khi được công nhận là khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt, Lam Kinh đã thể hiện rõ vị thế và giá trị kiến trúc, văn hóa, lịch sử tinh hoa được kết tinh qua hàng ngàn đời của cha ông để lại. Việc bảo tồn, bảo quản và phát huy các giá trị vật thể và phi vật thể cũng cần chú trọng đặc biệt. Thế nhưng, hàng chục năm nay, ngay vùng vành đai 1 của khu di tích này vẫn tồn tại những căn nhà lụp sụp, xuống cấp và cần được di dời. 17 năm nay, hàng chục hộ dân thuộc diện phải di dời khỏi vùng 1 của khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Lam Kinh vẫn ngày ngày chờ đợi được tái định cư ra khu ở mới. Căn nhà mái bằng vừa được chính quyền xã Xuân Lam đồng ý cho cải tạo lại vào cuối năm 2017 này là của gia đình chị Nguyễn Thị Huế. Nói chung là khổ sở rồi lo lắng bất an mỗi khi mưa gió đến thì mình quá chi là lo. Vì là hắn dột, có nghĩa là dột hết cả nhà chứ không phải là một dột một chỗ nữa. Còn nước thì có nghĩa là ở ngoài đường cao hơn thì nó sẽ chảy vô nhà. Cũng bởi chị Huế mưu sinh bằng nghề thợ may, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, nên không như nhiều hộ gia đình có thể mua đất và chuyển đi nơi khác. Gia đình chị vẫn phải bám trụ và sống trong cảnh nhà xuống cấp như vậy đến chục năm trời. Mỗi khi mưa xuống hoặc là bão đó, sợ nó đổ vào người thì nếu mà chết người thì gây ra chết người thì ai chịu trách nhiệm? Nên ủy ban họ cũng bảo là trước tiên thì chưa có nói chi cả, nhưng mà ủy ban vẫn cho phép cháu được sửa lại để ở. Không kiên trì bám trụ và tu sửa nhà như gia đình chị Huế, chị Hoàng Thị Nhiên cùng với gia đình đã phải đi thuê chỗ khác để ở từ năm 2003. Sống trong hoàn cảnh có nhà lại phải bỏ tiền đi thuê, gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn. Tôi cũng thấy bức xúc lắm, nhưng mà không biết làm sao được. Mình muốn làm thì bảo là không đền bù, nhưng mà mình mà làm thì không đền bù cho mình lấy tiền đâu mà làm cho cả cái khu đây, ai cũng thế thôi. Các bác, các chú cứ đi kêu đi cầu mãi mà có được đâu, có ai để ý đâu. Rời đi hay bám trụ, đó là câu hỏi không lời giải đáp của 31 hộ dân trong khu vực này. Bởi nhà hoặc là đổ sập hoàn toàn, hoặc là xuống cấp, hoặc là sập một phần, phần còn lại đang được gia cố bằng những cột kèo tạm bỡ như thế này. Đây, đây cái đi sập trời này đấy, sập hoàn toàn đấy này. Hôm ngoái đấy chứ, là đã sập cái gì mà chống lại, còn cái kia là cái trước 3-4 năm, cái trước đây là 4-5 năm, nữa sập như thế này. Đi không được, ở lại cũng không xong. Cuộc sống của những người dân giờ đây bấp bênh như chính ngôi nhà của họ. Theo báo cáo ban đầu của Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh về kết quả kiểm tra, rà soát các hộ bị ảnh hưởng nằm trong quy hoạch mở rộng khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh giai đoạn 1, còn lại 97 hộ. Trong đó thì 31 hộ dân ở thôn Phúc Lâm, xã Xuân Lâm đã có đơn kiến nghị gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và 66 hộ dân ở thị trấn Lam Sơn. Việc chậm di rời các hộ dân này khỏi vùng lõi di sản đang là yêu cầu cấp bách. Trước đó vào tháng 6 năm 2002, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy khu di tích lịch sử Lam Sơn với diện tích khu di tích được mở rộng từ 141 ha lên 200 ha, tổ chức di chuyển một khu chợ trang và 31 hộ dân sống ở khu vực phía đông khu di tích thuộc thôn Phúc Lâm ra khỏi vùng quy hoạch. Đến năm 2004, Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân cùng các ngành đã kiểm kê tài sản, áp giá đền bù, đồng thời xây dựng mặt bằng tái định cư cách đó khoảng 700 mét để di chuyển các hộ dân, nhường đất cho khu di tích. Quy hoạch đã được ban hành, việc kiểm kê giải phóng mặt bằng đã thực hiện và khu tái định cư đã xong. Nhưng suốt 15 năm qua, 31 hộ dân thuộc diện di rời phải sống ngay giữa vùng lõi của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong tình trạng thiếu thốn đủ bề. Vì di rời các hộ dân ra khỏi lòng di tích đang là yêu cầu khẩn thiết. Người thương binh 73 tuổi hạng 1/4 này đã 17 năm ròng rã cùng với 31 hộ dân của xã Xuân Lam ròng ruổi gõ cửa các cơ quan chức năng.
và đến bản thân ông cũng không nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu tờ đơn kiến nghị trong suốt khoảng thời gian ấy. Thế thì nguyện vọng của nhân dân là bây giờ muốn trả lời cho nó rõ ràng thôi, đi hay không đi. Hai nữa là xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Nếu như phải đi thì có được đền bù hay không? Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lan tiếp tục gửi văn bản kiến nghị với tỉnh giải quyết đề xuất của 31 hộ dân. Tuy nhiên đến hiện nay, phản hồi từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, đơn vị phụ trách và tham vấn cho tỉnh để giải quyết vấn đề này lại cho rằng trách nhiệm thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân. Chúng tôi cũng rất là nóng ruột. Đây là cho rằng là một dự án treo của tỉnh, vì từ 2004 đã làm công tác kiểm kê để giải phóng mặt bằng. Cũng mong và đề nghị các ban ngành, các cấp, cấp trên có thẩm quyền sớm có cái phương án để giải quyết. Ngay sau khi có quy hoạch, khu tái định cư nằm ngay sau Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lam cũng đã được xây dựng phân lô. Thế nhưng đến giờ chỉ còn lác đác vài hộ dân sinh sống, còn lại nơi đây chỉ để cho cỏ dại mọc tùm. Việc chưa thể di rời 31 hộ dân trong vùng 1 khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của khu di tích. Người dân lại ở trong cái vành đai 1 của khu di tích thì có nhiều cái hoạt động sinh hoạt, sản xuất, đời sống gây cản trở và khó khăn cho cái hoạt động gìn giữ, phát huy giá trị di tích và cũng như là xây dựng tổ chức cái không gian phục vụ của di tích. 17 năm cho một hành trình kêu cứu không ngừng nghỉ của 31 hộ dân, đổi lại chỉ là những tiếng thở dài bất lực. Và cũng không biết đến khi nào việc xâm phạm lên khu di tích lịch sử cấp quốc gia Lam Kinh mới chấm dứt. Người dân cùng di tích chỉ biết đợi, đợi và đợi. Thực tế cuộc sống đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo vệ, bảo tồn di sản của nước ta. Từ câu chuyện xảy ra khi mà xây dựng khi chưa được cấp phép nhà nghỉ trên đèo Mã Pì Lèng, việc thỏa thuận xây dựng công trình trong di tích dinh thự họ Vương, hay là câu chuyện di rời 31 hộ dân trong vùng 1 di tích Lam Kinh là thực tế đầy thách thức, đòi hỏi những ứng xử phù hợp, đảm bảo việc bảo tồn và lan tỏa giá trị của di tích, đồng thời hài hòa với lợi ích của người dân.